Xin chào quý anh quý chị, thì hôm nay em xin giới thiệu cho mình mẫu đồ lặn nam 1.5mm. Mẫu này là mẫu dày vừa. Đây là mặt trước của sản phẩm. Thì bây giờ em sẽ quay tổng thể là mặt trước của sản phẩm ạ. Rồi, bây giờ em sẽ quay gần lại. Thì đây là mẫu đồ lặn 1.5mm của hãng Dian, mẫu mới 2020. Thì về 1,5mm thì độ dày nó như thế này ạ. Nó là một loại đồ lặn có độ dày vừa. Nó không dày lắm. Đây ạ. Và vì nó có dày vừa nên là nó co giãn khá là tốt. Càng dày thì càng co giãn ít nha các anh chị. Thì về đây là đường chỉ may của nó rất là sắc nét, rất là kỹ, đường may rất là chắc chắn luôn. Thì đây là tất cả các mẫu 1.5mm, 3mm đều may cái kiểu này, may 6 kim rất chắc chắn. Đây ạ, đây là ở cái cánh tay của nó. Về mẫu này ấy thì đây là em quay lại mặt trước của sản phẩm. Ở dưới chân thì nó cũng có làm những cái, nó dán những cái miếng như thế này, vừa làm cho cái bộ mình nó trông có vẻ đẹp hơn. Đồng thời là những cái miếng như thế này sẽ chống trầy xước tốt hơn. Rồi em sẽ lật qua mặt sau cho các anh chị xem. Thì ở mặt sau tất nhiên nó sẽ có một cái dây kéo để mình chui vào, đó. Đây là dây kéo ở phía sau lưng. Đây là dây kéo của nó ạ. Ở đây nó có cái miếng dán. Khi mà mình mặc vào xong ấy thì mình dán vào đây. Rồi. Đây là các cái đường chỉ may rất là chắc chắn luôn. Mẫu này là mẫu dày 1.5mm nên là dày vừa. Đó, co giãn tốt so với các mẫu giày khác. Càng dày thì độ co giãn càng thấp. Mẫu 1.5mm này em có size từ 53kg cho đến 93kg. Em đang quay size này là size M. Với cái chất liệu là cao su neoprene, mềm xốp, co giãn như thế này á, anh chị mặc vào á, thì nó sẽ giúp mình là cạn gió, gần như là cạn gió 100%. Rồi khi mình mặc xuống nước á, nó sẽ giúp mình giữ nhiệt. Anh chị lưu ý rằng á, mình mặc đồ lặn vào thì nước nó vẫn vào trong cơ thể người nha các anh chị. Mặc dù là chất liệu này là chất liệu không thấm nước nên nó khả năng cạn gió của nó lên đến 100%. Tuy nhiên thì nước vẫn vào trong người của mình. Thì mình mặc càng ôm thì nước nó càng vào càng ít, mình càng ấm. Còn mình mặc rộng thì nước nó vào nhiều ấy, thì nó giữ nhiệt sẽ không tốt bằng. Tại sao thì mình phải mặc cái bộ như thế này khi mình đi lặn biển hay là mình đi bơi ở những nơi nguy hiểm một tí? Thì bộ này á không chỉ là cản gió giữ nhiệt mà nó còn giúp cho chúng ta bảo vệ cơ thể chúng ta, chống những trầy xước hoặc là những cái con côn trùng nó cắn, thì hoặc là sứa cắn. Đối với những bộ này mình mặc toàn thân như thế này thì không, những cái con đó không thể nào mà cắn chúng ta được. Rồi. Mình mặc cái bộ này ấy thì mình rất thích hợp cho đi bơi hoặc đi lặn ở những chỗ mà có gió, hoặc là mùa lạnh, hoặc là lặn biển. Thì bộ này đặc biệt, bộ này là bộ 1.5mm có độ dày vừa nên rất phù hợp với các anh chị mà không có thích mặc, mà không thích nó quá chặt chội, quá khó chịu, thì mình mặc bộ này rất thích hợp. Tại vì nó có độ co giãn cao nên là mình mặc nó khá là thoải mái. Rồi, em xin chào ạ.